Cách để gọi video trên Instagram bằng máy tính hoặc Mac. 1. Truy cập bluestack.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng một số trình duyệt web phổ biến như Firefox và Chrome. 2. Nhấp vào nút Download Bluestack màu xanh lục. Trình duyệt sẽ tự động phát hiện được rằng bạn đang sử dụng Mac hay Windows để tải xuống bản phù hợp. Một cửa sổ sẽ bật ra và bạn chọn chỗ tải về. 3. Nhấp vào Save. Bộ cài đặt sẽ lưu Bluestack vào chỗ chọn ở bước trước, nhiều khả năng là thư mục Download. 4. Nhấp vào bộ cài Bluestack để chạy nó. Nhấp vào Allow Chain chạy nếu có thông báo. Bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện của bộ cài. Đọc và chấp nhận tất cả điều khoản trước khi tiếp tục. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt bằng cách nhấp vào dòng chữ tùy chỉnh màu xanh nước biển. 5. Nhấp vào Install Now, cài đặt ngay. Bạn sẽ nhìn thấy thanh tiến trình trong lúc quá trình tải về diễn ra. Sau khi tải về ứng dụng, thanh tiến trình cài đặt sẽ được hiển thị. 6. Mở Bluestack. Ứng dụng này nằm trong trình đơn Start hoặc thư mục Application. Trong lần đầu tiên chạy Bluestack, bạn sẽ phải chờ một lúc. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản Google hoặc tạo tài khoản. Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các ứng dụng đã cài đặt mà bạn có thể sử dụng trên Bluestack. 7. Nhấp vào thanh tìm kiếm. Thanh này nằm ở góc bên phải cửa sổ. Hoặc bạn cần nhấp vào cửa hàng trò chơi trên một số thiết bị. Danh sách các phần mềm được tìm kiếm nhiều nhất sẽ hiện ra. 8. Gõ Instagram và nhấn Enter hoặc Return. Đây là bước mở thẻ mới App Center. 9. Nhấp vào Instagram của Instagram. Một cửa sổ trên cửa hàng Google Play sẽ được mở ra để hiển thị trang thông tin chi tiết về Instagram. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google hoặc tạo mới, bạn cần yêu cầu một lần nữa. Bạn cần có tài khoản Google để tải về ứng dụng Android. 10. Nhấp vào nút cài đặt màu xanh lục. 11. Nhấn vào nút mở màu xanh lục. Ứng dụng Instagram sẽ chạy trong Bluestack. Cửa sổ ứng dụng có thể sẽ co lại để mô phỏng kích thước của điện thoại. 12. Nhấp vào Login đăng nhập hoặc Create New Account tạo tài khoản mới. Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc email và mật khẩu Instagram. 13. Nhấp vào biểu tượng máy bay để tạo cuộc trò chuyện mới. Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Màn hình tin nhắn trực tiếp sẽ được mở ra. 14. Nhấp vào thanh tìm kiếm. Bàn phím sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy danh sách các người dùng có thể liên hệ ở phía dưới. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng bút chì và giấy để tạo cuộc trò chuyện mới. 15. Gõ tên của người mà bạn muốn gọi video. Trong lúc gõ, tên liên hệ ở phía dưới thanh tìm kiếm sẽ thay đổi. Bạn có thể nhấp vào người dùng ở đó hoặc gõ nốt tên người dùng mà bạn muốn bắt đầu trò chuyện và nhấn Enter hoặc Return. Bạn có thể thêm lên đến 6 người dùng vào cuộc trò chuyện của bạn. Trang tin nhắn trực tiếp đến người dùng hoặc nhóm đó sẽ được mở ra. 16. Chạm vào biểu tượng máy quay phim. Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải ở cửa sổ trò chuyện. Để biểu tượng này xuất hiện, bạn phải đang mở phần tin nhắn trực tiếp đến người mà bạn muốn gọi. Bạn sẽ cần cấp cho ứng dụng quyền truy cập camera và micro của bạn. Người mà bạn đang gọi sẽ nhìn thấy thông báo trên màn hình và biết rằng bạn đang gọi.